Xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ vào bếp làm một món có tên gọi là vịt nướng chao. Mọi người cùng vào bếp xem nguyên liệu của mình nha. Rồi, để làm món này chúng ta đương nhiên là phải có nửa con vịt ha. Hôm nay mình sử dụng nửa con vịt. Chao môn này ha. Chao môn này được ủ trong vòng 2 năm rồi nha mọi người. Màu của ăn ta sử dụng màu điều ha, ngọt, tỏi, hành tím, sữa tươi không đường nha, hương hộp, đường vàng nha mọi người. Cái này tôi gọi là bột thịt gà nha, bột thịt gà. Chanh, tỏi ớt. Đầu tiên chúng ta sẽ khui vịt nha. Sẽ khui vịt đây. Khử bớt mùi hôi vịt đi nha mọi người. Xong rồi hen, chúng ta sẽ đi rửa lại với muối thật sạch. Bây giờ ta sẽ pha cái nước sốt để ướp vịt nha. Để cho hành tím với tỏi vô. Này chưa? Cho chút xíu tương hộn nha. Cho nó cái mùi thật lạ xíu ha. Vô đây khoảng một thì được thôi nha. Đây vịt nướng chao á, cần cái mùi chao thiệt nhiều mới ngon mọi người. Một thì hạt tiêm. Xíu xíu bột ngọt. Bây giờ chúng ta hỗn hợp này nha. Rồi sau khi đông hộp nhuyễn ha, ta mở hũ chao ra. Ta lấy phần cục chao nha mọi người, cục chao thôi nha, đừng lấy nước nha. Cho vào. Tùy khẩu vị mọi người, em muốn mặn muốn đậm đà thì tùy mọi người nha. Em cho khoảng 1/3 hũ chao ha. Lấy cục thôi nha, đừng lấy nước nha. Rồi ok. Để em cho chị đây một xíu sữa tươi không đường tạo độ béo nha, giảm độ mặn lại nha. Em lấy cái cọ quậy đều lên. Mà hấp dẫn đây nha mọi người. Thơm lắm. Cái tương hột thì nó thơm lắm, lên vị của chao. Rồi, hỗn hợp này đã ok ha. Bây giờ ta sẽ bắt đầu nướng vịt. Để nướng vịt thì em đã soạn một cái lò quay nha mọi người. Bây giờ sẽ đặt con vịt lên. Vậy mình sẽ quay trong vòng 35 phút. 180 độ C nha mọi người. Mình cho mời với gan luôn. Mình sẽ trét nước sốt lên nha.
bạn nhớ thường xuyên kiếm cái sốt nó hấp gia vị đều nha, cho nó hấp vô được con vịt nha. Thơm lắm rồi đó. Rồi đét chỉ cho mình quay 180 độ trong vòng 10 phút đồng hồ mình đét tiếp nha. Rồi mình sẽ đẩy nắp mình quay 180 độ trong vòng 10 phút. Vịt nướng chao là phải chấm chao. Bây giờ mình sẽ pha chao ha. Cho vô đây tỏi đi. Tỏi vô mình đập dập nha. Rồi tỏi vô đập dập ha. Mình cho vô đây xíu đường hột thôi. Lấy cái hương đó mình xáy nó, rồi cho đây chút xíu bột ngọt ha, đó xíu đường thôi. Mình sẽ sử dụng sữa tươi không đường cho mọi người. Biết chi không? Cái độ béo sữa tươi không đường nó sẽ giảm độ mặn của chao đi. Mình sẽ múc chao ra. Đây. Cho đây xíu xíu chanh nha, để giảm độ mặn của chao đi ha. Đây. Rồi, thế là chao tôi đã hoàn thành. Các bạn hãy nêm theo gia vị tùy mỗi người nha. Nhưng mình ở đây mình làm theo công thức vậy ha. Độ béo của chao nè, độ béo của sữa nè, độ chua của chanh này sẽ giảm cái độ mặn của chao đi ha. Rồi. Bây giờ cũng được. Gò đen lên nhiệt độ. Bây giờ mình tiếp tục cái cách sốt lên nha mọi người. Chịt bắt đầu vàng ha. Rồi bây giờ là nó hiện tại và nhiệt độ với nó là bây giờ là 200 độ C nha mọi người. Mình cũng coi con vịt nó ra thế nào rồi. Oh, ok, nó cũng đang rất là hấp dẫn nha. Bây giờ mình tiếp tục chét nó sốt lên nha. Bữa nay mình quay con vịt mà khách đặt một bàn là 6 người nha mọi người. Bây giờ mình cũng phải soạn đồ ăn cho bàn 6 người nữa. Để ăn cái món kèm món này ta sẽ có là rau sống ha, rau gừng ha, khế chát và hôm chấm với chao, kèm với chấm với chao rất là ngon nha mọi người. Bây giờ em sẽ vô làm rau đó và em sẽ nấu bàn tiệc cho khách cái. Rồi. Rồi 35 phút đã trôi qua, bây giờ nhiệt độ là 180 độ C nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lật mặt vịt và chét nước sốt nó. Mình có nướng thêm bò mỡ chài cho khách và mấy con hàu nước phô mai nha mọi người. Hàu nước phô mai bữa nay bị xấu quá.
Ồ, dịch nhìn hấp dẫn quá. Để lấy màu ăn, bây giờ ta sau 40 phút bây giờ ta sẽ test màu đều lên nha các bạn. Cho cái màu đỏ đỏ em nhỏ mơ nha. Mình test mặt này mình ốp xuống. Vừa quay phim mà vừa làm YouTube mà còn vừa bán đồ ăn nữa các bạn. Có mình chạy rồi. Gắt quá. Tâm ơi phải chấp nhận. Rồi ok, ta đậy nắp lại ha. Đấy, nó lên màu đẹp và món ăn của ta không bị khô mọi người. Đây là bàn tiệc của khách em đã chọn xong rồi nè. Đó, bây giờ sẽ vô ra nước chấm. Rồi, video của mình đến đây cũng xin kết. Xin chúc các bạn một ngày vui vẻ, mạnh khỏe. Các bạn nhớ đăng ký, like, subscribe, chia sẻ kênh cho mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ bằng cái món vịt nướng cao với phong cách rất là lạ. Mọi người hãy quý mến, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người nha.